这个工作是他帮我介绍的。这个工作是他帮我介绍的。ông ấy đã giới thiệu giúp tôi công việc này. 热身，给下面的词语选择对应的图片。Chọn hình tương ứng với các từ bên dưới. Ta cha cần của tú bà. Cần lão sư y chỉ tú bà. Sơn rư. Sơn rư. Quảng sang. Quảng Lẻng cơ ớ sự. Điện thoại. Khăn su. Sơn Công chuộc. rư. Nào, xin ý cơ rấn kế lão sư y biên tú y biên Phan Nhi và mời hai vị đọc. Em có mic em. Sinh nhật là gì?生日是微信的名C C，sinh nhật.晚上是 F 的buổi tối。Buổi tối. 两个儿子是 E 了，hai đứa con trai。对，电话是 D 了，电话。看书是 A 了，读书。工作是 B 了。两边不一样。对，好，谢谢。看下面的图片，给这些名词搭配合适的动词，xem các hình dưới đây và viết động từ thích hợp trước các danh từ sau. Mời Vân Trang, Nguyễn Trang, Nguyễn Trang. Là Dùng động từ nào? Kể mama À, đưa đây. cho mẹ. Khan chien y sheng, Khan y sheng có nghĩa khan là y sheng gặp bác sĩ gọi đi. là khá. Chia sao bấng dậu nghĩa Rồi, là giới chia thiệu sao? bạn. Giới Tả thiệu bạn. điện thoại là Gọi điện gọi thoại. điện thoại. Hảo, sẽ xin hảo. Cơ vấn tại giáo sư là trong lớp học. Ta cha y biên tin. Ta cha y chỉ tin vào.第四课，这个工作是他帮我介绍的。课文一，在教室。Bạn nào mà chưa đọc kỹ thì生日快乐，giao这nhá, đọc是送theo给bài你的。nhá.是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。大家先生读日。吧。生日，快乐，快乐，给，给。生日快乐啊。生日快乐，Đây là món quà tặng cho bạn. chưa sử dụng bảy Là cái gì vậy? Là một quyển sách sao? Đúng, quyển sách này là tôi viết. Thật cảm ơn bạn.课文二，在家里。早上有你一个电话，电话是谁打的？不知道是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。接，晚上晚上问。问，下午三，bạn có điện thoại kìa. Điện thoại là ai gọi tới? Không biết, là con trai bạn nghe. Được, buổi tối về tôi sẽ hỏi con trai.
có cái từ ý xạ nè, quân động từ cộng với ý xạ là hỏi một chút đúng không? Các bạn có nhớ không ạ? Quân ý xạ hỏi một chút đấy, là diễn tả cái hành động xảy ra trong thời gian ngắn và gì và thử đúng không? Làm gì đấy. Và cấu trúc sự cộng với tợ, sự cộng động từ cộng tợ nữa là ai làm gì đó, là ai đó làm gì đó hoặc là con vật nào đó làm gì đó. Này, sự là ai cộng động từ cộng với tờ. Tiếp, tỷ sang tại yun tung chẳng, ở sân vận động. 课文 3 在运动场 你喜欢踢足球吗？非常喜欢 你是什么时候开始踢足球的？我11岁的时候开始踢足球已经踢了10年了非常开始开始已经已经là đã từng đã này là diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn thành. Khai sử là bắt đầu, phê tráng là vô cùng hoặc là rất, nó mức độ cao hơn từ thải. Đầu tiên là khẩn này, xong tăng dần là thải, xong đến từ phê tráng. Bạn có thích đá bóng không? Rất thích. Bạn chơi, bạn bắt đầu chơi đá bóng từ khi nào? Khi tôi 11 tuổi là bắt đầu đá bóng. Đã được 10 năm rồi. Các bạn có nhớ cấu trúc lơ này, cộng với lại từ chỉ thời gian đúng không? Cộng với lại lơ. Nếu như mà không có cái lượng từ chỉ thời gian này này, à, không có cái từ danh từ chỉ lượng thời gian này này là 10 năm này, thì mình chỉ cần nói là ôi sinh thi lơ đúng không? Nhưng mà vì nó có cái lượng này nên phải thêm từ lơ đứng đằng sau động từ. Rồi mới đến cộng từ chỉ lượng thời gian rồi đến lơ. Thì như cái này là có Trang có hỏi cô lần trước đúng không? Thứ sự tại công sư là trong công ty.课文 4 在公司 你在这儿工作多长时间了？ 已经2年多了 我是2011年来的 你认识谢先生吗？ 认识 我们是大学同学 这个工作是他帮我介绍的 长 长 两 两，帮帮介绍，介绍。跟名字好，từ tráng này có nghĩa là dài đúng không? Thế còn bao lâu là gì ạ? Bao lâu là gì? Tua tráng. Hỏi thời gian bao lâu là tua tráng. Tua tráng hoặc là tua chiều. Chiều là lâu ấy. Bạn làm việc ở đây bao lâu rồi? Đã hơn 2 năm rồi. Đã hơn 2 năm rồi. Tôi đến làm từ năm 2001, 2011. Bạn có biết ông Tạ không? Biết, chúng tôi là bạn học hồi đại học. Công việc này là ông ấy giúp tôi giới thiệu. Xin sai tú khờ vẫn bảo. Sổ xin chỉnh A tá sư A. A tá, nắm ít em.
Rồi, chính Ngọc Dung Sư Bi. Sinh nhật 快乐，这是送给你的。是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。早上有你一个电话，电话是谁打的？不知道是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我11岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。你在这工作多长时间了？已经2年多，我是2011年来的。你认识夏先生吗？认识，我们是大学同学，这个工作是他帮我介绍的。那我们按杨四 A 呢？我去冰岛撕逼啊！生日快乐，这是送给你的。是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。早上有你一个电话。电话是谁打的？不知道是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。儿子，儿子。你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我11岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。你在这工作多长时间了？已经2年多了。我是2011年来的。你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学，这个工作是他帮我介绍的。介绍的，介绍。nội dung anh là A, bạn là Huyền Trang, Lily là B ạ. Sinh nhật 快乐，就是送给你的。是什么书啊？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。早上有你一个电话，电话是谁打的？不知道，是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球吗？我11岁的对。时候我11岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。你在这工作多长时间了？2年多了，已经，阿妹。已经2年。多了是，我是2011年来了，你认识谢先生吗？认识我，我们是大学同学，这个工作他是是他。是他帮我介绍的。对，谢谢。Mời bạn Minh Sư A, bạn Minh Thư Sư B. Sinh nhật quay lại đâu Sinh nhật 快乐。quay lại Tiếp đi, mình đọc đi.
就是送给你，啊，给你的，是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的，那谢谢你喽。早上有你一个电话，电话是谁打喽？不知道，是 HQ 的。儿子贴的。好，晚上我分一下而一住，下，一些而住。一下，后面一些么？一下，问你一下喵。好，接不你管，喜欢踢足球吗？非常喜欢。你也是什么时候开始。开始踢足球的？我数一岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。对。你在家工作多长时间了？在这儿，东北在家，在这儿。在我们去。已经2年多了，我是2011年来了。来的，来的，你认识江先生吗？认识我们是大学同学，这个工作是他帮我介绍的。谢谢你们。Mời thương vi sư A này, mời Vân Trang sư B này. Đó đây, em chuyển mic qua đây không? Mời.生日快乐，这是送给你的。是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。早上有你一个电话，电话是谁打的？不知道是二姐接的。好，晚上我问一下儿子。你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我11岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。你在这工作多长时间了？已经2年多了，我是2011年来的。你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学，这个工作是他帮我介绍了。好，谢谢。còn bạn nào chưa đọc không nhỉ? Em thấy còn ai nữa nhỉ? Còn bạn nào trên lớp Zoom của mình không nhỉ? Đọc hết rồi à? Cha thì không đọc được. Mời Hà Bích Ngọc đọc. Hà Bích Ngọc đọc với Đạt nhé. Đạt là B B nhé. Ô, nhưng mà lại không có mic nhỉ? Không có mic. Sinh nhật vui, chúc sinh xin kính lì lắm. Mời Hương Anh đọc là B đi. Hương Anh đọc là B lần hai giúp cô nhé. Hương Anh. Sư y bản sư má. Đây, chơi bản xu sư của xe đờ. Hai, xin xin lì lắm. Tào sang, yếu nỉ y cái điện thoại. Điện thoại sư sấy tả đó. 不知道是儿子接的。好，我问一下儿子，你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我11岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。你在这儿工作多长时间了？已经2年多了。我是2011年来的，你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学，这个工作是他帮我介绍的。好，谢谢你们。大学同
同学，注释：第一，诗的区强调故事构筑时的两人脉主体特别行动，在已经知道事情发生的情况下，可以用诗的强调动作的发出者。例如呢， khi biết rõ sự việc nào đó, ta có thể dùng cấu trúc sự đó để nhấn mạnh chủ thể thực hiện hành động. Ví dụ này, 这本书是我买的, 我买的 có nghĩa là nhấn mạnh cái quyển sách này là do tôi mua đấy, là của tôi mua. 我买的, đã nghĩa là 买的书 đúng không? Mãi tơ su, nhưng mà vì đằng trước nó có chữ su rồi nên không lặp lại động từ nữa, mình chỉ có biết của mãi tơ là đã hiểu là mãi tơ su rồi, là quyển sách này là do tôi mua đấy. Nhấn mạnh cái chủ thể thực hiện hành động có nghĩa là chủ thể là cái của này này, thực hiện cái việc mua này. Quản phản sự ma mà chua tơ là cơm tối là mẹ nấu, đúng không? Sự ma mà thì ma mà chính là chủ thể thực hiện hành động này, và cái hành động nấu cơm này chính là để nhấn mạnh cái việc mẹ nấu cơm, đúng không ạ? Bữa cơm là bữa cơm tối này là mẹ nấu đấy. Điện thoại sư sấy tả tơ là điện thoại là ai gọi đến đấy, là ai, ai này chính là người thực hiện hành động tả này, ai chính là chủ thể, tả là hành động. Rồi mời đặt ví dụ cho cô nhé. Mời chị Bích Ngọc đặt ví dụ ạ. Dùng cái cấu trúc sự cộng với lại tân ngữ này này, là chủ thể này, cộng với động từ. Được chưa chị? Đặt đi chị ơi. Hoặc quả táo này là tôi mua đấy, chẳng có xua. À, bình của sư, của mãi tơ. Chơ xia bình của, sư của mãi tơ. Bình của, chơ xia bình của, sư của mãi tơ. Của và mãi là hai thanh ba, chị phải đọc thành của mãi chị nhé. Vâng ạ. Vâng, của mãi tơ. À, mời Hà Bích Ngọc đặt câu đi. 这个车是他开的，đúng rồi. 这个车是他开的, là cái xe này là do anh ta lái, đúng không? Mời Ngọc Dung ạ. 这件衣服是我给他的, đúng rồi. 这个衣服, không phải 衣服, 这个衣服 是我给他的, là do tôi cho cô ấy, đúng không? Phẩu định hình sự tại sự ở chiến biên gia phụ. Ở dạng phủ định thì ta thêm chữ phụ vào trước chữ sự. Ví dụ này, phụ đây này, cộng sự đây. Chơ cơ hàn sự bú sự tao vệ xỉa tờ, có nghĩa là chữ hán này không phải là David viết. Thính của bú sự Quảng Phương mãi tờ, nghĩa là quả táo không phải là Vương Phương mua. Điện thoại thì cũng không phải là tôi nghe, đúng không? Cú sử của chia tờ. Mời Vân Trang đặt câu. Chữ cơ chua yê, bú sư của chua tờ. Chua yê. Chua yê. Bú sư của chua tờ, đúng rồi. À, mời đặt nào. 这个菜不是我的字，不是我知的，不是我知的。什么？那么，这本书不是他写的。第二，表示时间，的时候，构筑简短的时间的时候。 Số lượng cộng tờ sử hậu biểu sự sử xiên. Để diễn tả thời gian, ta dùng cấu trúc sau:
là dùng cụm từ chỉ số lượng này cộng với lại tờ sử hậu. Ví dụ, 今天早上8点的时候, 我回在家, nghĩa là 今天 là buổi sáng hôm nay này, 8 giờ sáng hôm nay, đây là gọi là cụm từ chỉ thời gian nhé. Cụm từ chỉ thời gian là hôm nay là cũng là chỉ thời gian đúng không? Buổi sáng cũng là từ chỉ thời gian mà 8 giờ cũng là từ chỉ thời gian, nghĩa là cụm từ chỉ thời gian, được chưa? Hoặc là cụm từ chỉ số lượng. Tờ sử hậu là khi, đúng không? Để khi hoặc là vào lúc 8 giờ buổi sáng ngày hôm nay là tôi không ở nhà. Của 18岁的时候,一个人来到北京. À đấy, nghĩa là khi, dịch cái từ sau câu này trước nhé. Khi tôi 18岁 là gì? 18 tuổi đúng không? 岁, 18岁 là khi tôi 18 tuổi. Thì ý cơ rắn là một mình đến Bắc Kinh. Khi tôi 18 tuổi thì một mình là tôi đến Bắc Kinh. 我11岁的时候开始踢足球, có nghĩa là gì ạ? Khi tôi bao nhiêu tuổi ạ? Khi tôi 11 tuổi, đây là cụm từ chỉ số lượng là 11 tuổi nhé. Là tôi khai sử là bắt đầu này, thi chú chiếu đá bóng, đúng không ạ? Mời các bạn đặt ví dụ cho cô này. Mời Hương Anh đặt ví dụ cho cô. Hương Anh. Hôm nay chào sáng 7 giờ tờ tờ sử hậu. Tờ sử hậu của chú sử xeo. Rồi. 8 giờ, 7 giờ sáng nay là tôi đi đến trường, hẳn hảo, xin xỉa. Mời Lily ạ. Mời Lily. Dùng từ tơ sử hậu nào. Từ từ đó, em sai là sử y là 11 này, ba lại là 8 nữa là thế nào? 1, 10, 1, 8 là nhầm đúng không? Sử y thôi đúng không? Hoặc là sử ba thế, sử y ba là nào? À, sử ba, khi tôi 18 tuổi. 13 tuổi, đúng không? Có phải khi tôi 18 tuổi đúng không? Vâng, khi tôi 18. À, 18 tuổi tờ sử hậu. 我的18 tuổi sử hậu, 我开始 学校大学. 我开始 学校. Ý em là cái gì? Là tôi trở thành cái gì? À, tôi đi học đại học à? Vâng. À, vậy là 我18岁的时候 我开始去 上学, hoặc là 读大学 là được rồi nhé. 开始读大学 là tôi bắt đầu học đại học. Được chưa? Hoặc là 上大学 là tôi bắt đầu lên đại học. 上大学. 上大学. Ừ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Mời bạn Minh ạ. Minh đặt câu ví dụ về từ tờ sử hậu. Mời Minh Thư ạ. Tôi睡觉的时候，我妈妈在做饭。我睡觉的时候，我妈妈在做饭。 Vậy thì ở đây nó lại không phải là từ chỉ số lượng, không phải từ chỉ thời gian và số lượng nữa. Em có thể nói lúc lúc mấy giờ tôi đang ngủ không? Lúc mấy giờ khi tôi đang ngủ? 11 giờ chẳng hạn. 早上11点 là lúc buổi sáng 11 giờ đúng không? Khi của suy trí sử hậu. Em cứ thử chữ thử không nào. 我睡觉的时候 thì mama 做饭. Em đọc lại đi ạ.
早上，忙你走。那么早了都，早上11点早餐了，这怎么读？早上11点的时候，em đọc theo cô đi。早餐了，十一点，十一都是后面了，11点的嘛。好了，em về đặt lại ví dụ thêm vào vở nhé. Động từ cộng tơ sử hậu là dễ biểu sư sử chiên, nghĩa là cấu trúc động từ cộng với lệ tơ sử hậu cũng được sử dụng để nói về thời gian. Ví dụ, của suy treo tơ sử hậu, của ma mà chai sơ phan. À, bạn Minh Thư định lấy cái ví dụ này đúng không? Nhưng mình đang áp dụng cho cái cấu trúc ở trên là dùng cụm từ chỉ số lượng thời gian, nên là mình không chưa dùng đến cấu trúc động từ cộng với lệ tơ sử hậu, đúng không? Là khi tôi đang ngủ thì mẹ của tôi đang nấu cơm, đúng không? Của suy treo tơ sử hậu là đây là động từ cộng với lệ tơ sử hậu đây. Suy treo lúc này là động từ nhé. Của ma mà chạy chua phản là đang nấu cơm. Mai cơ tạo suy treo tơ sử hậu. Xa nghỉ là nghĩa là Mai cơ đến khi, đúng không? Khi mai cưa đến trường này thì trời mưa, đúng không? Em đặt đặt câu đọc câu ba cho cô nào. Đúng không? Đây, Vân Trang đọc câu ba và dịch cho cô nào. Wang lão sư công chúa de shi hou, ta chang phu khai chưa. Chang phu. Ta chang phu khai chưa chi ở y yuan le. Tức là lúc khi lúc khi cô thầy khi cô Vương đi làm thì chồng của cô ấy lái xe đến bệnh viện. Hảo. Lúc này là phương xua là động từ đúng không? Động từ cộng với lại tơ sử hậu. Vân Trang đặt ví dụ luôn được. Ủa truy xiên cảng lủy yếu tờ sử hậu ủa mải khẩn tua lý ủ. Ủa mải khẩn tua lý ủ. Ok. Khi tôi đi Hồng Kông du lịch thì tôi mua rất là nhiều quà đúng không? Nào, mời bạn Thương Vi đặt ví dụ ạ. Dùng cấu trúc động từ cộng với lệ tơ sử hậu. Của công chúa sử hậu của công chúa tơ sử hậu của nữ ở tại trường học. Ờ đúng rồi. Đúng không? Khi tôi đang làm việc thì con gái của tôi đang ở trường học, đúng không? Mời bạn Phương ạ. Cô ơi, em vừa mới vào em chưa kịp loát cô ơi. Ok. Thế ngồi loát dần đi em nhé. Thế thì gọi lại nhé. Hoặc là. Thứ ba, thời gian phụ từ ý chinh là phó từ chỉ thời gian ý chinh. Ý chinh biểu sư tung chua hoàn chứng hoặc trở đá tạo mẫu chủng chứng tụ là ý chinh diễn tả cái hành động đã hoàn thành này hay đã đạt đến mức độ nào đó. Ví dụ, Wang lão sư ý chinh hồi cha lở, nghĩa là gì nhỉ? Cô Vương đã về nhà rồi đúng không? Dịch là đã từng, mà ý chinh là đã từng hoặc là đã. Cô Vương đã về nhà rồi. Của tờ sân thì ý chinh hảo lở, sư sở là sức khỏe của tôi đã tốt rồi, tuổi thân hảo. Thi chú chiếu ý chinh thi lở, sứ nén lở, nghĩa là gì nhỉ? Đá bóng à? Tôi đã đá được 10 năm rồi, đúng không? Nào mời Tiến Đạt đặt ví dụ với từ ý chinh ạ. Tôi đã đọc cuốn sách này rồi. Rồi mời bạn Hương Vi ạ. Dạ. 我和我朋友已经跑步了。好，跑步了。 OK, chúng tôi đã đi chạy rồi đúng không? Rồi mời Dương nào.
他已经出院了。哦，đúng rồi, hả? Nào, Hà Bích Ngọc. Em, tiếp em ơi. 我们学英语已经十年了，十年了，đúng rồi, hả? Nhưng mà ở đây mình đang đang dùng cấu trúc là ý trinh cộng động từ ấy. Em đặt câu đấy cũng vẫn đúng không sai thế nào, nhưng mà mình đang dùng cái ở vị trí là ý trinh cộng động từ hoặc là ý trinh cộng với lại tính từ gì đấy để thể hiện đã hoàn thành rồi. Tôi đã học tiếng Hán một năm rồi, chẳng có xua. Y nhiên là. Rồi, tôi ý trinh xuế hàn nhủy y nhiên là. Rồi, hào, xì xì. Liên xí nè. Cần truy khô ở nơi đúng với tá quân thí. Mời bạn Phương nè. Loát được chưa em ơi? Phương. Mời Ngọc Dung ạ. Mời Ngọc Dung đi. Nào em trả lời câu hỏi theo nội dung bài học nào. Câu bản chú sư sấy xỉa tơ? Câu bản chú sư ổ xỉa tơ? Kẻo trang tơ tiền khoa sư sấy xỉa tơ? Kẻo trang tơ tiền khoa sư ớ sư xỉa tơ? Tha sư sấn mơ sử khâu khai sử thi chú chiếu tơ? Tha sư sấn mơ sử khâu? À, tha sư ớ, tha sư ớ. À, tha sư, tha sư y xoay tơ sử khâu khai sử thi chú chiếu tơ? Ừ, đúng rồi. Chai na công chúa tua tràng sứ sứ chiên là hai chai na công chúa ý sinh làm niên tua tha sư 2011 niên lái tơ công chúa sư sấy bang tha kia sao tơ công chúa sư ta sấy thống chế bang tha kia sao tơ. Đúng rồi, em mà biết cái tóm tắt câu trả lời đấy, rất hảo. Nào, dùng bản khơ sinh xuế ngữ yến điện và chữ ngữ miêu sụ thủ tiên mời Vân Trang. Vân Trang cấm mic em ạ. Sao em cứ làm đi. Cô hướng dẫn nào. Nào cái, này là chỉ liên quan thôi mà. Wǒ zài zuò fàn nè. Shì Mã Tīng jiè de dǎ dǎ de diān huà. Rồi. Tiếp đi. Zhè ge gōng zuò shì Wǎng Fàng bān wǒ giới thiệu. Jiè shào de. 我想请他吃饭。对，这本书是我写的。我是二十岁的时候开始写书的。对，我是六岁开始打篮球的。我非常喜欢打篮球。对，这是对，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 对
语音。那句子的语法重音。Trong trường hợp không diễn tả suy nghĩ hay tình cảm đặc biệt hoặc có một số thành phần trong câu có thể được đọc nhấn mạnh dựa vào đặc điểm cấu trúc ngữ pháp. Các trọng âm đó được gọi là trọng âm ngữ pháp. Vị trí của trọng âm ngữ pháp tương đối cố định. Quy tắc chung là đọc nhấn mạnh vị ngữ này, bổ ngữ, định ngữ và trạng ngữ. Ví dụ, 我学习汉语. À, ta tra cân của tú bảo. Của xuế xí khăn nhỉ. Tha cơ cỡ sự y mình y sân. Vãng xéo chỉ mãi lơ chỉ chiên y phủ. Của xuế xí khăn nhỉ sư sớm Rồi. Tha cơ cỡ sự y mình y sân sư sớm Anh trai của anh ấy là một bác sĩ tuổi cô Vương thì sao nhỉ mua mấy bộ quần áo đúng không nào ta cha y bên thiên y bên cân tú bà 句子的语法重音：一、一、谓语重读。我学习汉语。我学习汉语。他哥哥。
是一名医生。 他哥哥是一名医生。 王小姐买了几件衣服。 王小姐买了几件衣服。 二，补语中毒。他们高兴地跳了起来。他们高兴地跳了起来。 Câu này nghĩa là gì ạ? Họ vui đến mức này, cao sinh là vui đúng không? Vui đến mức này, từ cao sinh này cộng với tớ này lại cộng với động từ. Đứng giữa tính từ cộng giữa với động từ là phải thêm từ tớ này hoặc là động từ hoặc là tớ. Theo lời chỉ lái có nghĩa là gì ạ? Là họ vui đến mức mà kiểu tim đập lên ấy. Theo là đập ấy, chỉ lái là tim đập lên độ độ dàng ấy. Rồi. Không nghĩa là theo đây có nghĩa là cái từ lại ý chỉ là cái tim nó đập ấy, chỉ lái là đập đập lên, nghĩa là nó khởi động lên ấy, đập thình thịch lên ấy, bình thường nó chỉ đập nhẹ nhàng đúng không? Theo lời chỉ lái là lên ấy. Tiếp ạ. Đa Wei đá lán chiu đá de fei chang hao. Đa Wei đá lán chiu. 打了非常好 是什么意思啊? Davis đánh bóng rổ, đánh tả tưới này. Rất là giỏi đúng không? Rất là tốt. 今天的羊肉做得很好吃. 今天的羊肉做得很好吃. Cái từ羊肉là gì ạ? Rồi, thịt cừu nhá. Hôm nay ở thịt cừu hôm nay làm rất là ngon đúng không? Hảo chứ là ngon. Thế hảo khưa là gì ạ? Cũng đồ uống ngon đúng không? Cái từ nhấn mạnh bổ ngữ này, chua tứ động từ cộng với tứ này là làm sao ấy, làm ra làm sao thì người ta sẽ diễn tả bằng cách là chua tứ khấn hảo hoặc là chua tứ chuẩn đấy ạ. Tứ này là để đúng rồi là bộ đúng rồi tớ này là đứng giữa tính từ cộng động từ, cao sinh là tính từ, đứng giữa động tính từ cộng động từ phải có một cái từ gọi là từ tỉ hoặc tớ hoặc là từ tớ này này phải đứng sau giữa cái từ động từ cộng với lại tính từ hoặc là trạng từ. Đây ví dụ như xua tướng khấn họ chưa có nghĩa là làm rất là ngon đó. Hán chữ, hán chữ tờ bỉ họa, các nét của chữ Hán này, đây là nét sổ hất, thường đi với chữ tráng này, ta cha con hủa tú bảo, tráng, mí, mã, xỉa, tiếp ạ, lẻng, lớp mình có bạn nào ấy viết chữ hai cái bộ bên cạnh này, nên là ngắn tương đương với bộ bên trong, nó phải dài hơn các bạn nhé. Bộ này là bộ khuynh này, nó phải dài hơn so với lại bên trong. Bên trong này là bộ nhân này, đây là bộ nhân này, hai bộ nhân này, trên cùng là bộ nhất. Tiếp ạ, bộ mịch thường liên quan đến tơ tằm nè, cẩy, chía, máng. Khoai, khoai vừa là nhanh, vừa có nghĩa tương từ khoai lửa, vui vẻ, máng là bận, vậy là cho, chía ví dụ như kìa, chía là nối hoặc là kết. Duyên dung, Trang đọc ví dụ cho cô là, ê, tôi lại mời bạn chị Bích Ngọc là Bi ạ, đọc ví dụ cho em ạ. 这个笔是你买的吗? 不是,是我妈妈买的。这个汉字是你写的吗? 对,是我写的。Bây giờ dựa vào cấu trúc này đặt ví dụ cho cô ạ. Mời Hà Bích Ngọc mà. Với lại mời bạn nào. Là một người hỏi một người trả lời nè. Dùng cái cấu trúc theo ví dụ này. Dạ. Đây. Nội dung khác ạ. Nội dung khác.
这个书是你买的吗？Lily, thôi Hà Bích Ngọc tự trả lời luôn đi em. À, cũng À đây rồi, Lily đây rồi. Em trả lời đi. à, bố sư của à, bố sư sư của ba ba mãi tớ. Đúng rồi, hẳn hả?这个字是你写的吗？对，是我写的。好，谢谢呢。Mời Minh Thư đặt câu nè. Không một mình Minh Thư đặt câu vừa hỏi vừa trả lời luôn đi em. Minh Thư. Mời bạn Minh ạ. Minh. Anh Minh sai mà. Tiến Đạt. Mời em đặt câu. Em cấm đích em ạ. à,这个件衣，这个衣服是你买的吗？不是，是我爸爸买的。对，接手机的手机。啊，这电话呢？của bạn do bạn là bạn mua à？这个手表是你买的吗？không phải là bạn tôi tặng ạ。不是，是我的朋友，送给你，送给我。Vậy khán hảo, đặt thêm một chút thì vẫn không đặt bắt được đúng không? À, mời Dương à. Chắc điện thoại là bạn mua được không? Sơn lý tả thôi mà đi em. Không phải là tôi gọi Rồi. Kính đi,眼睛là cái kính. Yên chinh. Chưa có yên chinh sư ni mãi tơ ma. À, tuệ sư vô mãi tơ. Ok, khán hảo. Các bạn đã nhớ cái cấu trúc là sư chấm 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 tơ chưa? Hoạt động ở xéo chủ phối tụ. Đây. Đọc ví dụ này, mời bạn Minh ạ. Minh. Minh, đâu rồi? Dạ. Mời em đọc ví dụ cho cô nào. Chứ cứ trai sư sấy cho tớ. Sư mama cho tớ. Bình của sư ní mãi tớ ma. Bù sư vô mãi tớ. Nào em dịch đi ạ. Em dịch đi. Món ăn này là ai làm vậy? Minh đâu rồi? Minh nói, Minh dịch tiếp đi em. Món ăn này là ai làm vậy nào? Minh đâu rồi nhỉ? Ôi, mời bạn Phương đi. Mời bạn Phương giúp cô dịch nhé. Món ăn này là ai làm vậy? Mẹ là Là, mẹ đúng rồi, là mẹ mẹ làm. đã làm nó. Bạn đã mua quả táo này có phải không? Quả táo này là bạn mua phải À, không? là bạn mua phải không? Tôi không mua nó. Không phải tôi Không phải mua. tôi mua nó. Em đặt ví dụ em một câu với cái dùng cái từ này được không? Đúng, cấu trúc này. Sử cộng với lại động từ tơ này. Sử cộng với tơ. Ifu nỉ mãi tơ mà. Bố sư của mama mãi tơ. Ok, của mama mãi được xung cái của rồi đúng không? Đó là nào, xin chào của mình tả khai sách bài tập nha. Giờ chúng ta mở sách bài tập ra.第四课，
这个工作是他帮我介绍的。一、听力。第一部分。第一到五题，听句子判断对错。例如，我们家有三个人。我们家有三个人。我每天坐公共汽车。我们家用来车去上班。我每天坐公共汽车上班。tôi mỗi ngày đi làm bằng gì nhỉ? Xe buýt đúng rồi. 我每天坐公共汽车去上班。一，妈妈知道电话是谁打的。妈妈知道电话是谁打的。là gì ạ?Mẹ biết điện thoại là ai gọi đúng không? 二，看，这是我在和小王一起跑步。看，这是我在和小王一起跑步。Câu này có nghĩa là gì ạ? Nhìn đây, đây là tôi đang này, 我在 lúc này 在 đây là đang nhá, các bạn nhá.Là diễn tả hành động đang xảy ra. Của chạy. Chạy cùng với ai? Chạy cùng với lại Tiểu Vương đúng không? Y chí bảo cụ có nghĩa là chạy cùng nhau hoặc là cùng nhau chạy. Chưa? 三. 今天的晚饭是我和丈夫一起做的。今天的晚饭是我和丈夫一起做的。Gì? Hôm nay, à, bữa tối gì nhỉ? Xanh từ sau tôi dịch trước ạ. Bữa cơm tối hôm nay là tôi và chồng cùng nhau làm đúng không? Sư tờ, đấy cấu trúc sư tờ đấy các bạn nhé. Nhưng mà sư này là cộng với lệ của hớ trang phụ và y chỉ chua là cùng nhau làm. Sư 今天报纸是王小姐买的。今天报纸是王小姐买的。Tờ báo hôm nay là cô Vương mua. 五。我非常喜欢这个工作，已经工作两年了。我非常喜欢这个工作，已经工作两年了。Tôi rất thích công việc này và đã đã làm việc 2 năm rồi. Cái từ cung chua ở đây có nghĩa là danh từ nhé. Cung chua ở đây là danh từ. Nhưng mà đến chỗ này ỉ chinh cung chua lợ, à cung chua lẻ nghĩa lợ. Nghĩa là chỗ này là cung chua là gì ạ? Là động từ, đúng không? Cung chua vừa là danh từ vừa là động từ nhé. Danh từ là công việc, còn động từ là làm việc.第六到十题，听对话，选择与对话内容一致的图片。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。Thích cái môn thể thao nào thì bạn bảo thích gì nhỉ? Thích nhất là môn thi足球. 六打榜吗？你喜欢吃中国菜吗？我非常喜欢吃，我也会做。六，你喜欢吃中国菜吗？我非常喜欢吃，我也会做。Bạn có thích ăn món ăn Trung Quốc không? Tôi rất thích ăn. Bạn, tôi cũng biết làm.七，这个是谁买的？这个是安娜买的。今天是大卫的生日。七，这个是谁买的？这个是安娜买的。
今天是大卫的生日。Cái này là ai? Ai mua vậy? Cái này là Anna mua. Hôm nay là sinh nhật của ai nhỉ? Của David đúng không? 今天是 David 的生日。八。李先生出院多长时间了？我不知道，你问一下张医生吧。八。李先生出院多长时间了？我不知道，你问一下张医生吧。Ông Lý xuất viện được bao lâu rồi đúng không? Tôi không biết, bạn hỏi ông Trương. 你怎么认识芳芳的？是小明帮我介绍的。九，你怎么认识芳芳的？是小明帮我介绍的。bạn sao lại biết Phương Phương đúng không? Chẳng mơ chưa tạo và chẳng mơ rên sự bạn, nghĩa là bạn làm thế nào mà quen biết được Phương Phương ấy, là tôi Tiểu Minh, Tiểu Minh này, bang của là giúp tôi giới thiệu rồi là Sì. 女儿，你去接一下电话。对不起，爸爸，我没时间接电话，我在做饭呢。十。女儿，你去接一下电话。对不起，爸爸，我没时间接电话，我在做饭呢。Con này nghĩa là gì ạ? Con gái đi. Con đi nghe điện thoại. Xin lỗi bố. Gì nhỉ? Con không có thời gian để đi nghe điện thoại. Con làm gì nhỉ? Đúng rồi, ủa sai, là diễn tả hành động đang diễn ra nhá. Cái từ mấy sứ chiên này nó là viết tắt của từ gì nhỉ? Mấy dầu sứ chiên nghĩa là tôi. Con không có thời gian. Người ta có thể nói tắt là ủa mấy sứ chiên là con không có thời gian. Cái chỗ này có dùng pu được không nhỉ? Không được dùng từ pu nhé. Vì không có có nghĩa là mấy dầu đúng không? Đi san bù phần. Đi sứ y đào sứ ủ thí. Thính đuổi hoa. 选择正确答案。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？是什么颜色？左边那个红色是我的，对吗？对啦。小王的被子是红色。十一，小王，今天是张老师的生日。我知道，这本书是我买的，要送给张老师。这本书是送给谁的？送给谁？十一，小王，今天是张老师的生日。我知道，这本书是我买的，要送给张老师。这本书是送给谁的？ Sách này là để tặng cho ai? Để tặng cho giáo viên Trương. 十二，大卫，上午有你的一个电话。我知道，是李先生打的。上午的电话是谁打的？十二，大卫，上午有你的一个电话。我知道，是李先生打的。
上午的电话是谁打的？上午的电话是李先生打的。Là do ông Lý gọi. 13. 你的汉语真好。你是什么时候开始学汉语的？两年前开始的。我来中国已经一年多了。男的是什么时候开始学汉语的？13。你的汉语真好。你是什么时候开始学汉语的？两年前开始的。我来中国已经一年多了。男的是什么时候开始学汉语？男的是什么时候啊？什么时候开始学啊？两年前开始学汉语的。那问题，男的什么时候过来来中国呢？难道什么时候来中国啊？一年前，一年多前了。女的。14. 你喜欢现在的工作吗？非常喜欢。我已经做了三年多了。他喜欢现在的工作吗？他喜欢吗？14. 非常喜欢。你喜欢现在的工作吗？非常喜欢。我已经做了三年多了。他喜欢现在的工作吗？好，那个老师好，听不够呀。他什么时候开始工作？他什么时候呢？他三年多前，对吗？三年多前开始。15. 你什么时候认识谢先生的？我们十年前认识的。他是我的大学同学。男的和谢先生认识多长时间了？多长了？15. 十年前。你什么时候认识谢先生的？我们十年前认识的，他是我的大学同学。男的和谢先生认识多长时间了？多长了？十年前的，对吗？十年前了。他们是不是同学？很，对吗？nói là sư câu trả lời là của sư bố sư sẽ là sư tham ơn sư ta sẽ thống xế ta sẽ thống xế là nghĩa là gì ạ? Đúng rồi, bạn cùng học đại học. Thế còn cao trung thống xế là gì ạ? Đúng rồi. Thế còn chu trung thống xế là gì ạ? Đúng rồi. Xiao xế thống xế là gì ạ? Rồi, hẳn học. Xiao xế là tiểu học. Mời mời ai giảng nào? Mời em đọc cho cô từ 1 đến 3. Mama, chưa đào điện thoại là sấy đả đơ. Em có thể đọc to hơn một chút không? Mama 知道电话是谁打的？看，
这是我在和小王一起跑步。今天的晚饭是我和丈夫一起做的。好，那么回答呢？今天包子，是王小姐买的。我非常喜欢这个工作，已经工作2年了。6, 7, 10, Hà Bích Ngọc.你喜欢吃中国菜吗？我非常喜欢吃，我也会做，这个是谁买的？这个是安娜买的。今天是大卫的生日，你找店铺打你是吧？李先生住院多长时间了？我不知道。你问一下昌医生吧。Họ trang y xong bảo rồi. Là mời bạn Trần Quang Minh đọc câu 9, câu 10 ạ. Quang Minh vào muộn đúng không? Giờ mới thấy này. Mời Quang Minh đọc nào. Quang Minh sao có chạy? Mời bạn Phương đọc ạ. Đọc từ câu nào cô? Câu 9, câu 10 nhé. 9 câu 10. À, Nhi chẳng mơ rên chí phong phan tơ. Rên sử Rên chí phang phang đó. phong phan tơ. À, sư xiao mình băng băng của chia sao đơ. Mà mì ở. Nhi chi chia y xia chia hoa. 对不起，爸爸，我没时间接电话，我在做饭呢。Học, chia sẻ. 11, 12, mời bạn Phương Vi. Dạ. Mời em đọc câu 11. 11 đi. Vâng ạ. 11. Xiao Wang, jin tian shi a tian shi hu shi Zhang lão shi de sheng ri. Rồi. Wo chi dao. Zhe ge shu Cho shi bản xu. zhe ben shu shi Bố mãi ta. wo mai de. Yao. Yao Sung. cái yao sung Sung kể. yao sung cái trang lão sư Lão sư. lão lão sư chưa chưa bản su sư Trả lời sư vâng chưa bản su sư trang trang lão sư cậy 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 sung trang lão sư xung kể Trang lão cậy sư. trang lão sư Họ, sẽ mời Lily ạ. 12. Ta quay sang ngủ dậu dậu nị tơ y cưa tiên khoa Trang cầm mic. Quả chư tao sư lý xiên sâm tả tơ quảng sang tơ tiên khoa sư sấy tả tơ Đây là lý sang ngủ. Sang ngủ dùng về晚上 nhá. sang ngủ Đúng sang rồi. ngủ sang ngủ tơ tiên khoa sư sấy tả tơ Rồi. lý xiên sâm tả tơ Rồi, hảo, xin xin. Nào, mời 13, mời Vân Trang. 你的汉语真好，你是什么时候开始学汉语的？2年前开始的，我来中国已经1年多了。男的是什么时候开始学汉语的？2年前开始。À, xin xin. 14 mời bạn Minh Thư. Minh Thư. Dạ.
11, câu 14 nhé. Phi Tráng sĩ quan của Y Trinh chưa lâu sẵn đến tôi lâu. Em bỏ câu 1 à? Đây này. Lý sĩ quan mà. Lý sĩ quan xuyên trai tơ quy trung ma. Rồi. Phi Tráng sĩ quan của Y Trinh chưa lâu. Vậy câu trả lời là gì ạ? Hay chào chị Khoan. Rồi, đúng không? 15. Mời bạn Lily ạ. Nǐ shénme shí hòu rén shì xiè xiān sheng de wǒ men shí nián qiān rén shì de tā shì wǒ de dà xuě tóng xuě nán de hě xiè xiān sheng rén shì duō chǎng shì qiān le shí jiān le shí jiān le 对，十年前认识的。好，谢谢。阅读呢？16、17、18，没有陈光明啊。陈光明。Dạ. Mời em đọc câu 16, 17, 18 nhé. Vâng. Thằng mù xảo sân chế xảo của mình đơn sư đơ. Xuyên sở, chứ không phải xảo. Xuyên sở. Ba bà ý chinh hồi lại lơ. Tha dài khan tiên sư nơ. Chúa thiên sư của tớ sân rư, chứ sư của trang phu. Xung xung cấy của ta. Xung cấy của ta. Xung cấy của ta. Ờ, em phan nhi cái chấm viên nán nghỉ cái lão sư bằng. Em dịch sang tiếng Việt cho lão sư nhé. Xong là xem đúng hay là sai ạ. Câu 16. Em dịch đi. Tôm. À, ông tôm làm sao? Ông tôm. Giới thiệu. À, ông tôm giới thiệu chúng tôi. Quen biết gặp nhé. Quen biết. Hỏi quen biết. Bố Ý Trinh, bố Ý đã về rồi. Ông ấy. Ông ấy đang xem tivi. Hỏi. Hôm qua. Hôm qua là sinh rư là gì? Sinh là sinh, rư là nhật, sinh nhật. À, hôm qua là sinh nhật tôi. Đây là chồng tôi. À, đây là chồng tôi tặng tôi. Tặng cho tôi, đúng rồi. Tặng cho tôi. Quang Minh là vẫn chưa làm bài tập với cô đâu nhá. Vì là em không có học từ mới, không có làm bài tập nên em mới không nhớ được đấy. Thì nếu mà em có làm là em sẽ nhớ được luôn những cái từ mới này, vì những từ này là những từ mình đã học. Và mình nhớ chịu khó làm bài nhá. Muốn nó hiệu quả nhanh thì phải học làm bài nữa em ạ. 19, 20. Mời bạn Hương Anh. Quản bang tư lý xéo chịa. Bang ở xua tờ. Chữ ép bữa tối là do cô Lý giúp tôi làm. Cô Lý giúp tôi làm. Nấu 20. Em nấu vì nấu cơm là dùng từ nấu mà. Xua phan là nấu cơm. Vâng. Câu 20 là Trang xiên sân phây tráng mà. Quả sang bu nấng khuấy chả. Rồi. Cái gì nhỉ? Ông Trương. Ông Trương rất bận.
对，buổi tối không thể về nhà. Rồi, hẳn hảo. Xin xin. Nào, 21, 22. Mời chị Bích Ngọc ạ. Vâng ạ. Của sân thị, bù hảo, bù nấng, truy xuế xào, nỉ. Chào. Chào. Của cậy, quán lão sư, tả cơ tiên khoa ba. Sự sống mơ ý sự, chị dịch đi ạ. Tôi không, sức khỏe của tôi không tốt. Tôi không thể đến trường. Bạn? Bạn, bạn bạn gì đây ạ? Bạn giúp tôi nghỉ. Tôi gọi cho là cho thầy thầy Vương. Rồi, gọi nhé. Thầy Vương nhé. À, 22 ạ. Miếng thiên sử ly ly tơ sân rư. Chị Bích Bích Ngọc hay bị nhầm từ thành bốn thành dấu huyền của tiếng Việt đấy. Không không phải biến thành dấu huyền đâu nhá. Miếng thiên sử. Miếng thiên sử. Ly ly. Ly ly. Miếng thiên sử ly ly tơ sân rư. Lý xiang sung khẩy. Hai thanh ba, Ní sẻng, sung khẩy tha, sần mơ. Vậy, sư sở mơ, nào, Phan Nhi ạ. Ngày mai là sinh nhật của, sinh nhật Lily. Lệ Lệ. Lệ. À, bạn, là sinh nhật của Lệ Lệ. À, bạn thích tặng cô ấy quà gì? Rồi, cái gì, Phấn Hảo? 23, 24, 25, mời Dung, Ngọc Dung nào. Quyển sách này vô cùng, quyển sách này rất tốt. Hay, chúng hay, ta hay hơn. Quyển sách này rất hay, chúng ta cùng xem đi. Không, bạn, chúng tôi đều xem rồi, bạn cũng xem đi. Bạn cũng xem nhé, xem đi. Câu 24. Y sheng shuo ni de sheng sheng bing, ni de bing, à ni de bing, yǐ jīng hǎo le míng tiān kài shí bù zhī ge zhì, à bù zhī zhè ge yào le. Bác sĩ nói rằng bệnh của bạn đã tốt hơn rồi, ngày mai bắt đầu, à ngày mai bạn bắt đầu, đúng rồi, ngày mai bắt đầu không uống thuốc nữa. Đúng rồi, không uống thuốc này nữa nhé, chỉ không uống thuốc này nữa. Rồi, có thể thuốc khác vẫn phải uống đấy. Chỉ có mỗi chân cây dao là không phải uống thôi. Nào, tiếp đi. Lý rân sư Lý xem sân mà. Nâng phụ nâng cái của chia sao ý chứ. Bạn có biết ông, à bạn có biết ông Lý không? Có thể giúp tôi giới thiệu một chút không? Rồi, hẳn hảo, xin xe. Phản đoàn xa miền xa liệt truy chữ tờ y sư sư phẫu trông chuyện, sư phẫu trông chuyện. Nào, 26, 27 là mời Vân Trang nào. Mama 做晚饭了，晚上我们回家吃饭吧。 他们晚上不出去 吃饭。 对, 对, 好, 谢, 下, 啊, 小外边, 嗯, 下午我睡觉的时候有一个电话我没接, 我不知道电话是谁打的, 对, 对, 好, em dịch đi xem nào, em dịch câu 27 đi. 27 là buổi, buổi chiều tôi, buổi chiều lúc tôi ngủ có điện thoại, tôi không nhận. Tôi không biết điện thoại là ai gọi đến. 28, 29. Mời Quang Minh nào. Quang Minh. Mời Hà Bích Ngọc à. 28, 29. 明天是你的生日。明天晚上我不工作，他明天
明天晚上没有时间。错了。错了，对。那这个哪去了？ngày mai là sinh nhật của bạn. Ngày mai và buổi tối thì tôi không đi làm. Câu 29. Nǐ wèn nǐ xiǎ bà bà shěnme shí hǒu qù tī rú qiú? Bà bà yào tī rú qiú. Chú gè duì le. Duì, hěn hào. 30 dì. Shāng mǔ, wǒ gěi nǐ 介绍一下，这是我的大学同学谢丽。对，我和谢丽是大学的时候认识的。这个对了，啊，对，好。31. Chọn câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp với câu cho sẵn nào. 31, 32 mời mời Quang Minh nào.Con mình lại đi đâu rồi? Mời Thùy Dương. Chuyển mic xuống thôi. 31, 32 nào. 31 là Bi. Chủ thiên hoàn sang tớ điện hoa sư sấy đả đơ. Hoàng Phang đả đơ. Thà xua chị thiên phụ nâng truy xuế xeo lơ. Rồi. Em dịch đi.Hôm qua, tối hôm qua. Tối hôm qua ai đã gọi? Sorry nhá, dịch danh từ sau tơ trước ạ. Điện thoại. Điện thoại là tối hôm qua. Điện thoại tối hôm qua là ai gọi? Ai gọi? Rồi. Tiếp đi. Hoàng Phan Vương Phương gọi. Đúng rồi. Anh ấy nói hôm nay không thể đến trường. Cô ấy nói cụ. Đây là bộ nữ nhá, không phải bộ nam nhá. Chữ Hán của bạn là rất đẹp. Xie xie, wǒ shì dà xuě de shí hǒu kài shì xuě de. Kài shí. Kài shí. Xuě de. Kài shí xuě de. Nghĩa là gì? Cảm ơn. Sau tơ dịch trước này. Khi vào đại học tôi bắt đầu học viết. Khi vào đại học tôi bắt đầu học. Nào, mời A Tá nào. Chưa chỉ thiên của bu xiang chư phan dưới tơ khẩn lây. Mấy ngày hôm nay tôi không muốn ăn cơm. Cảm thấy rất là mệt. Rồi, đấy. Là có phải bạn bị ốm không? Bạn hỏi bác sĩ xem sao. Rồi, bạn thử hỏi bác sĩ xem. Quân ý xa, nghĩa là thử làm gì hoặc là diễn tả hành động trong thời gian ngắn đó. Hỏi bác sĩ xem. 34, 35, mời bạn Minh Thư. Mời Minh Thư ạ. Dạ. 34, 35 em đọc và dịch cho cô nhé. Chọn đáp án. Vâng. 2011 Y Trinh Lẹo Lán Lán Lơ Lẹo Lán Lơ Lẹo Lán Lơ. Rồi. Chọn đáp án nào nhỉ? Em chọn đáp án A. Em dịch điện. Vâng. Dịch dịch câu lô 34 với lại đáp án là quyển sách này. Dịch đi câu hỏi trước rồi câu trả lời dịch sau. Vâng. Quyển sách này là bạn viết khi bạn viết khi nào? Rồi, quyển sách này là bạn viết khi nào? Quyển sách này viết khi 2011 đã năm nay đã 2 năm rồi. Năm nay đâu mà là đã 2 năm rồi. Đã 2 năm rồi. Rồi, 35 đi em. 35 của các bạn nào? 35 em chọn D ạ. Em dịch ạ. Trinh thiên của Huy Tráng ca sinh Nghị Mân Tua Chi Thiện.
多吃点儿，那啊，多吃点。那这个念好了。今天。Hôm nay tôi vui quá. Đúng rồi. Các bạn. Các bạn ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút nữa. Đúng rồi, tua chư là ăn nhiều, tỉa là một chút, tua chư tỉa là ăn nhiều một chút rồi. Tiếp đi. Đây. Của mình y của mình dược phẩm canxi. Dễ phần canxi. Cao xỉ. Cao xỉ. Sơn rư khoai lợ. Khoai lợ. Chúng tôi. Chúng tôi cũng rất rất vui. Rất vui. Chúc mừng sinh nhật. Rồi, chúc mừng sinh nhật. Nào, đi sang. Nghỉ yên. Xin lưu yên. Và lưu ý mấy cái chữ tử trung tiêu trung trung tú the bộ phận. Nghe bài ghi âm và ghi chú các phần được nhấn mạnh trong mỗi câu nhé. San yu yin. Di yi bu fen. 第一题，听录音，注意每个句子中重读的部分。一，我要去北京旅游。二，我喜欢吃中。大家一起跟录音读吧。Cần lưu ý đi chỉ tú bà. Nghĩa là đọc và nghe và đọc theo băng nhé. Trung Quốc cải. Wǒ xǐ huān chī Trung Quốc cải. Nghĩa là đại gia ý. Rồi. San. Zhuò zì shàng yǒu yì bǎn shū, mèi yǒu diàn náo. 桌子上有一本书，没有电脑。là trên bàn có một quyển sách, không có máy tính. 四，大卫汉语说得很流利。大卫汉语说得很流利。你穿 David 流 loát đúng rồi, 流利 là 流 loát trôi chảy, 流利的太少了。你穿的太少了，穿 là gì 啊？穿 nghĩa là mặc ấy, mặc quần áo ấy, 穿 穿衣服 là mặc quần áo, 穿鞋 là đeo giày, xỏ giày. Chuan y phụ là mặc quần áo. Chuan chín chữ là gì ạ? Mặc váy. Chín chữ là váy. Đi ar bù phần. Đi ar thí. Thính lụ yên bình gân đủ xe lì chữ zi. Chú ý trọng đủ đa bù phần. 一，我儿子是医生。我儿子是医生。二，我妈妈中国菜做得很好。我妈妈中国菜做得很好。三，下午我去朋友家看电影。下午我去朋友家看电影。四，大卫写汉字写得很漂亮。大卫写汉字写得很漂亮。五，昨天
李月买了一个杯子。昨天李月买了一个杯子。Lán chiếu, ta cha xỉa nào, các bạn nào biết từ mới nhá. Lán chiếu là gì ạ? Bóng rổ. Chú chiếu là? Đúng rồi, bóng đá. Thế còn ping ping chiếu là gì ạ? Đúng rồi. Thế còn quảng chiếu là gì? Đúng rồi. Nào. Chúng ta mở từ mới của bài năm ra để học ạ, sách từ mới ạ. Đi ủ cơ, chiều mải cho chiên bạc, nghĩa là gì ạ? Chiều, đúng là mải chợ chiên bạc, nghĩa là vậy thì mua chiếc này nhé, hoặc là bộ này nhé. Chiên là bộ quần áo hoặc là chiếc quần áo. Ngoài miên nghĩa là bên ngoài. Ngoài là ngoại, miên là diện, ngoại diện nghĩa là bên ngoài. Ví dụ như là anh ấy bên ngoài miên thì là hẩn xoại, bên ngoài thì rất là đẹp trai. Lý miên sư hẩn quân lụa là rất là ấm áp, đúng không? Bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì ấm áp. Bây giờ hay có cái phim như kiểu Sái Ca, hay có cái đoạn đúng không? Bên bên đúng không? Bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì nhiều tiền nữa đấy. Lǐ miān gì nhỉ? Ngoài miên sư khẩn xoại, lǐ miān chiếu chiếu hẳn tua chiến, đúng không? A Tá, nǐ shì bù shì? Shì shì. Bên ngoài đẹp trai, bên trong thì nhiều tiền. Nào, mời Dương đọc ví dụ cho cô nào. Không hiểu cầm mic đi em ơi. Cầm mic đọc đi. Đây đọc ví dụ đi. Ở ngoài miền tại xe ủy. Thế là sao? Nào, bạn đi nào. Đúng rồi. Tôi muốn đi ra ngoài mà. Tôi muốn đi ra ngoài bạn. Đi. Không nghĩ ngay không, đúng rồi. À, bạn đặt câu với cô Amy nào. Dự Dương, Lý chẳng chi ngoài miền mà. Lý chẳng chi ngoài miền mà, đúng rồi. Bạn có muốn đi ra ngoài ăn cơm không chẳng hạn? Thêm cái câu động từ vào em. Em cầm mic lên. Bạn ngoài miền chứ quán phan mà. Phán hảo. Ngoài miên có nghĩa là bên ngoài này. Ví dụ bên ngoài thì trời đang mưa này. Hoặc là ố chẳng truy ngoài miên là tôi muốn đi ra ngoài. Hoặc tôi muốn đi ra ngoài này. Nỉ truy mà. Hoặc là tôi muốn ố chẳng truy ngoài miên chư phạm. Nỉ chẳng truy mà. Hoặc là nỉ truy mà. Đúng không? À, mời A Tá đặt ví dụ cái từ ngoài miên. Chúng ta truy ngoài miên thi chủ chiếu ba. Ok, hả. Mời Hà Bích Ngọc này. Anh cầm mic. Chúng mình đá lán chiếu ngoài miền. Chúng mình chỉ ngoài miền. Đi ra bên ngoài. Đá lán chiếu có nghĩa là em phải nói cái từ ngoài miền trước rồi đá lán chiếu sau. Em sai xuôi biên à? Chúng mình ngoài biên đá lán chiếu. Chúng mình chỉ ngoài miền. Chỉ ngoài miền đá lán chiếu vào. Rồi chúng ta đi ra ngoài để đánh bóng rổ đi. Chuẩn bị âm Hán Việt là chuẩn bị mà nghĩa tiếng Việt cũng là chuẩn bị. Tha mần chuẩn bị mải xin phán dự, nghĩa là họ, bọn họ này chuẩn bị mua một căn hộ mới hoặc là một căn nhà mới. Xin là mới, phán dự là căn hộ hoặc căn nhà. Vân Trang đặt ví dụ cho cô với từ chuẩn bị. Tôi chuẩn bị đồ đạc đi du lịch.
Ừ, đúng rồi, tôi chuẩn bị đồ để đi du lịch. Nào mời chị Bích Ngọc đặt câu với từ chuẩn Tây ạ. Vâng ạ. Của mình chuẩn bay chua chung của trại. Đúng rồi, chúng tôi chuẩn bị làm món ăn Trung Quốc tấn học. Mời Ngọc Dung đặt câu với từ chuẩn Tây. À, mình chuẩn bị khai quay rồi. Hả? Bọn họ chuẩn bị họp rồi. Hả? Chiều, chiều âm Hán Việt là tịu, có nghĩa là thì hoặc là tức. Chiều cộng động từ có nghĩa là dùng để kết nối nội dung trước đó và đưa ra kết luận hoặc giải pháp. Ví dụ như đằng trước thì là cứ ngồi xem quần áo chẳng hạn, đoạn sau là chọn nó đúng không? Mời mời Hương Anh đọc ví dụ cho cô này. Trưa tớ cà phê bú chuột, chiều cơ cà phê ba. Cà phê ở đây rất ngon, vậy uống cà phê nhé. Rồi, bú chua là không tồi có nghĩa là rất ngon đấy, đúng rồi. Tiếp em. Ngoài men khẩn rửa của mân chiêu chai cha bạc. Bên ngoài rất nóng, chúng ta ở nhà nhé. Rồi, chúng ta ở nhà nhé. Em đặt câu với từ chiều, với lở sư nào. Bình Chiều thiên cũng của em đặt đi. Bình thiên của chiêu thi chú chiếu ba Minh thiên gì nhỉ? của quý vị thi chú chiếu ba. Còn chưa có từ chiều. Minh thiên hoặc là Minh thiên thiên chi khấn hảo đi. Thì ủa mân chiều thi chú chiếu thì được đúng không? Ngày mai thời tiết rất đẹp thì chúng ta đi đi đá bóng nhé. Ok đúng không, em thêm cái vế trước vào thì nó mới có kết nối nội dung được nè, nó có cái tác dụng là để kết nối nội dung trước đó và đưa ra kết luận mà, thì kết nối nội dung trước đó là vì ngày mai thời tiết đẹp nên là hôm nay chúng ta đi đá bóng đúng không. Mời mời bạn Minh ạ. Còn bạn Thư Minh Thư đi. Đặt là câu ví dụ trên là cô Dùng cấu trúc này, dùng cấu trúc chiều cộng động từ này. chưa em chưa nghĩ là gọi Cái gì? Em đặt câu ví dụ như là bộ phim hay ngày mai chúng ta đi xem nhé. cô nói lại được em chưa nghe rõ à. Bộ phim này rất hay, ngày mai chúng ta đi xem nhé. Bộ phim mình thích Được cơ. chơi chơi cua trên đỉnh khấn hảo Khấn hảo bí khai. khen ủa mân truy khăn Chiều. phà Chiều. chiều chiều khăn phà. Rồi, chiều chi khan bảo. Khấn hảo. Ok. Mời mời bạn Phương là đặt câu với từ chiều. Chưa được sai khảo chữ của Mân Thiêu chưa sai bao Chưa hoặc là chiêu chua hoặc là chi mãi cũng được. chưa mà Mời Hương Anh. Chỉnh Hương Anh ạ. mình khen thiên chi cẩn thảo của Mân Thiêu của mình y chỉ chiêu truy sang tên mà sang tên mà Của mân chiêu y chỉ Của mân chiêu y chỉ truy sang tiên bảo. Xe xe. Nhí. Nhí là ngư, ngư nghĩa là cá. Cá hồ là gì các bạn biết chưa ạ? San hui nhí. Là cá ba ba dạ dày gọi là san hui nhí. Là cá hồi, cá hồi là cá ba dạ dày. Học cái tiếng Trung này cô mới biết là cá hồi có ba dạ dày. Đây.
安慰鱼，三味鱼，thế còn cái gì nữa nhỉ? Cá ở đây nó gõ cái này nó ra từ sáng rồi. Đây là cá hồi. Cá xấu là gì ạ? Ơ ý. Ơ là xấu, xấu ác ấy. Thì ơ ý là cá xấu. Thế còn râu, râu có nghĩa là nhục, nhục nghĩa là thịt nhá. Ông Hán Việt là nhục, cái tiếng Việt là thịt. Thế còn thịt lợn là gì ạ? Thịt lợn là chu râu, đúng rồi. Thế thịt bò là gì ạ? Niếu râu. Còn thịt cừu là giáng râu. Thế còn thịt gì nữa nhỉ? Mình hay ăn thịt gì nữa nhỉ? Thịt chó là gì? Cẩu gì? Cẩu râu đúng không? Thịt chó. Rồi. Cẩu râu. Su su chai là rau, rau này là chỉ chung ấy, là su chai là các loại rau. Su chai hoặc là chinh chai. Chinh chai là các loại rau màu xanh, còn su chai là chỉ chung các loại rau củ quả. Nào, Chinh thiên quả sang nghỉ chưa sớm mơ Vân Trang nào. Mình náo mic vào. Mình náo mic vào. Jin tian wang shang wo zhi zhu rou he Rồi. mi fan. Mì phan hay ở chúng mơ, được su chai mà. Mei you chu chai. Mấy hiệu su chu su sai ạ. Wo zhi you zhu rou. Râu à? Nó为什么不怕了还那么瘦啊？那阿斌哥啊，今天晚上你吃什么？我吃牛肉和米，和米饭。然后米，啊，米呀、啊。米了贼好喝吗？面面条，面给等等。爸爸có nghĩa là nha nhỉ nhé nhé, được dùng ở cuối câu để chỉ sự thương lượng hoặc lời đề nghị, thỉnh cầu hoặc là mệnh lệnh. Đọc cho cô cái ví dụ này là mời Ngọc Dung à. mình đi chơi Trung Quốc chơi ba, mình về nhà ba, về nhà. Ăn như chống nguyên án nghỉ hả? Cô vừa nói câu vừa cô à, chúng ta đi ăn món ăn Trung Quốc nhé, và câu thứ hai chúng ta về nhà nhé. Ok. Em đặt câu ví dụ như từ ba thì cái lò sư nào. Đi sang tiền mãi tung chi ba. Ok, hẳn hảo. Xin xin nào. Mời Quang Minh đặt câu với từ ba, cái lão sư. Quang Minh. Quang Minh lại đổ lại ao rồi. Mời bạn Phương Vi ạ. Phương Vi. Phương Vi đặt câu không? Mời bạn Phương đặt câu nào. Mời ổ môn truy sửa xeo bà. Ta đi đến trường nhé. Hảo, xin xin. Từ ba này khá là dễ đúng không? Dễ nhớ. Nào, ta cha cân cân lão sư chỉ tú bà. Các bạn đọc cùng lão sư nhé. Cửa. Bẩn. Chèn. Lèng. Chư. Ý cơ rấn. Y bẩn su. Y chèn y phủ. Y lèng chưa. Y chư mau. Nghĩa là khi mà chỉ con vật ấy, thì mình dùng lượng từ chư đúng không? Y chư cẩu, y chư mau đúng không? Hoặc là y chư con thỏ, thu dự. Thế còn là lèng là dùng cái lượng từ của cái từ xe, xe ô tô.
là dùng từ lẻng, một cái xe là y lẻng chưa, còn hai cái xe là lẻng lẻng chưa. Cái từ lẻng này nó chỉ cái từ lẻng này thêm bộ chữ xe là ô tô trước này thành chữ lẻng, đúng không? Các bạn có thấy quen không ạ? Cái từ lẻng này chính là cái chữ lẻng ghép với chữ xe ô tô này chưa, cộng với lại lẻng thành lẻng. Quần áo phải lượng dùng lượng từ chia, thế còn sách báo thì phải dùng lượng từ phẩn, thế còn cửa là dùng cho tất cả các cái danh từ còn lại. Cái từ nào mà không nhớ đều được, hoặc là không có lượng từ riêng thì đều dùng từ cửa. Khái khái âm Hán Việt là hoàn, có nghĩa là vẫn hoặc có nghĩa là trả. Vẫn là bằng nghĩa still á, trong tiếng Anh là still. Thế còn trả có nghĩa là bằng với cái từ back, pay back là trả trả lại. À, khoán cấy nỉ của chia tờ chiến có nghĩa là trả lại cho bạn tiền mà tôi mượn của bạn. Tiền tôi câu này nó hơi dài, hơi phức tạp ấy. Thực ra chỉ nó khoán cái nỉ như là trả lại cho bạn này, hoặc là tôi đi vừa mới mượn quyển vở của bạn, đúng không? Hoặc là khoán cái nỉ nỉ tơ phẩn xu, đúng không? Là trả lại cho bạn sách này, trả lại cho bạn vở này, hoặc là trả lại cho bạn điện thoại thì Dũng dùng từ khoán. Khoán cũng có nghĩa là trả tiền, hoặc là có nghĩa là trả lại cái gì đấy. Tha khái tan sân có nghĩa là lúc này nó nghĩa là xin á, là cô ấy vẫn độc thân. Tan sân là đơn thân ấy. Tan sân là độc thân hoặc là đơn thân ấy. A tá, vì khái tan sân mà. Hiểu không? Nếu không hiểu là Hiểu. L. Là. Ừ, nào. Ai dám, nếu hiểu nào không hiểu là mà. Hãy sư khái tan sân. Sự mà. Đích Ngọc đặt câu với từ khái hoặc là khoán cho cô này. À, chú ý nhá. Khi mà nó có nghĩa là vẫn ấy thì phải đọc là khái. Còn khi có nghĩa là trả là động từ ấy thì phải đọc là khoán, khoán cái nỉ nhá. Đọc là khoán thì có nghĩa là động từ. Còn khi đọc là khái nó có nghĩa lúc này là trạng từ. Đọc khác nhau và nghĩa cũng khác nhau. Hạ Bích Ngọc đặt câu cho cô thử. Tha hải mấy khoản. Đúng rồi. Tha khái mấy khoán cái của tơ su, đúng rồi. Hoặc là tha khái mấy bá của tơ su khoán cái của. Trong lúc này mình giờ dùng vẫn là dùng chữ Hán này, nhưng mà nó có hai nghĩa khác nhau, đúng không? Là cô ấy vẫn chưa trả lại sách cho tôi. Mời Vân Trang là ví dụ này. Em cầm mic nhé.我还记得一下我还记得，记得一下英语英子。em là gì对，em vẫn còn nhớ vài từ tiếng Anh nhé. thế thì không nên dùng từ chi,我还记得hả?记得。Thế thì 我还记得一些英语 英子，từ英子。英语词汇là một số từ vựng tiếng Trung ở tiếng Anh,英语词汇. Anh nghĩ sự hội Ừ. Còn y chữ thì sợ nó tắt quá, nó không rõ nghĩa. Y chữ. Ừ. À, xin xin. Mời bạn Thương Vi đặt ví dụ nào. Thương Vi. Mời Minh Thư đặt ví dụ ạ. Minh Thư. Em Nào. Ờ, mời em nào. Nào em đặt ví dụ đi. Để đây cậu Tôi vẫn chưa có người yêu, chẳng mà xua. Ủa? của cái mấy Thấy dòng giờ của ai lớn em nên dùng từ nán khứng hiệu.
男朋友，男朋友呀，我还没有男朋友là bạn trai hoặc là người yêu, còn ai đến chủ yếu là dùng cho khi đã kết hôn là vợ chồng á. vâng. Họ xin xin mời chị Bích Ngọc đặt câu với từ khái hoặc là khoán nào. Vâng. Khái tôi vẫn còn yêu anh đấy, như nào cô? Của Khái ai chơ của tha, ai ai tha ai chơ tha có nghĩa là cái hành động yêu vẫn đang diễn ra, thêm từ chơ đằng bên đằng sau ạ. Ai chơ tha, ai chưa tha gọi ai chơ tha, em biết từ chơ cho các chị ạ. Đây, ai chơ, dùng từ chơ này ạ là diễn tả hành động, cái hành động ấy vẫn đang còn diễn ra. Mình Vâng, cảm ơn cô. ai chơi đây đấy nhá. Mời Ly Ly đặt câu với từ khái nào, khái hoặc là khoán ạ. Ly Ly, Phu nhân của khoán chén. Phố gì nhỉ? Em nói lại chứ cô chưa nghe rõ nhỉ? Em nói là phục vụ tôi trả tiền. À, phú yến. Phu nhân. Phú yến Phu của nhân của cái này thì của em ơi, cái từ này trả có nghĩa là bằng cái từ bách em ạ, chứ không phải có nghĩa là từ trả trong từ trả tiền mà thanh toán đâu. Cái từ tiền của em là thanh toán tiền đó, đúng không? Lúc này lại hỏi phu chiến vâng. thì lại dùng từ khác, không phải dùng từ khoán này. Trả ở đây có nghĩa là trả lại ấy, em ạ. Thế Chắc thì là cô phải ghi thêm chứ trả lại. Em nghĩ lại cho cô. Có, tôi vẫn chưa ăn cơm, chả mà xua. của hai mấy dậu chư Phan. Đúng rồi, anh mới đổ chưa fan. Và tôi vẫn chưa đi ngủ. Như là ủa khái mấy dậu Của suy hai mấy dậu xuôi treo. treo. Rồi. À, xin xin. Có gì? Có gì ở đây có nghĩa là có thể. Có thể ở đây nghĩa là ví dụ như kiểu xin phép, ví dụ một đứa con ấy hoặc một em nó hỏi bố mẹ, hoặc là học sinh hỏi thầy cô ấy là em có thể đi ra ngoài không, hoặc là em có thể làm cái gì đấy không, hoặc là mẹ có thể cho con đi chơi không, thì lúc này khởi gì lại dùng cho cái kiểu là xin phép, phải được sự cho phép của cái đối tượng mà đang hỏi ấy, đồng ý thì mới được làm đấy. Là một là pu khởi gì là không được, còn là khởi gì là được, là đã cho phép, là phải sự sự đồng ý của cái đối tượng hỏi ấy, thì mới được làm. Mời đọc ví dụ cho cô, là mời bạn Ly Ly nào. Nghĩ cây sưởi Nỉ nỉ đây đấy, không đọc cái câu này, nỉ khứa gì mà à nỉ khứa ý băng của mày y chen cúng xưa tơ y phù ma. nghĩa là gì nhỉ bạn? Bạn có thể giúp tôi mua một chiếc áo màu đỏ không? Rồi tiếp ạ. Tha mẩy thiên tâu phả phu Chúa sâu ỷ, chúa chúa ỷ, ỷ chúa ỷ sân thị phụ khua vũ trợ. phú chua anh ấy hàng ngày chạy bộ nên sức khỏe không tốt. Ngoài chúa ỷ là bằng mấy từ cho nên hoặc là nên hoặc là vì vậy, cũng là số ý. Số ý có nghĩa là cho nên hoặc là vì vậy. Phú chua là không tồi, nghĩa là không tồi thì nghĩa là rất tốt, đúng không? Phú chua, một cái cách khen của người Trung Quốc hay nói từ ngược lại là thay vì dùng từ khấn hảo thì họ lại dùng từ phú chua. Ví dụ cái gì nhỉ, ví dụ hai người bạn gái mà nói chuyện với nhau là mày thấy anh ấy thế nào, thì cái người còn lại bảo chứ tha khẩn phú chuộng là anh ấy cũng được đấy, anh ấy rất là tốt đấy, rất là được đấy, tha khẩn phú chuộng đấy. Hoặc là bày ăn cái này có ngon không, thì người ta cũng sẽ nói là ở phú chuộng được đấy, ngon. Thì thay vì người ta nói khấn hảo trưa thì người ta nói là phú chuộng, dùng từ trái nghĩa. Nào đặt câu với từ khối gì, nào một văn trang nào.
我可以借你一本书吗？Ừ, đúng rồi. Không, không. Chia lúc này chia là cho mượn nhá. À, Là bằng với lend. thế còn mượn bình thường Mượn thì là chia thôi. chia À không. Cái của chị thì cái của chia thì được. Cho mượn ấy. Bạn có thể cho tôi mượn sách của bạn không? à, Nhỉ khởi. Chia cái của. à, Nhỉ chia đó. cái của nị tờ su Bản su. nị Nhỉ tờ tờ bản su cũng được. su Nhỉ tờ nị su cũng tờ được. su Vì không có lượng từ mình dùng từ. Su là được rồi. Ok. Mời Tiến Đạt nào.我可以买这个书吗？Ờ, tôi có thể mua cuốn sách này không? Cho bẩn su ma nhé, không phải cho cưa. Mời Dương nào.我妹妹可以说汉语。Ở lúc này lại không nên dùng từ khởi ý, mà là dùng từ nấng hoặc là khỏe. Ma mà của khởi ý chưa oán ma. Đó. Mẹ, con có thể đi chơi không? Đó. Chưa oán là đi chơi. Hoặc là cuối tuần này con có thể đi sang nhà bạn không? Chẳng nói xua. Chơi cưa. Châu muộn là cuối tuần. Châu muộn. Cho cơ châu mua của khởi ý truy hóa mà à quên sang nhà bạn đúng không khởi ý truy đúng rồi không hiểu cha mà đúng rồi à năm Bích Ngọc nào đúng rồi của khởi ý sư sư khai mỉ cái chưa mà đúng rồi tôi có thể thử lái xe của bạn không? Khảo sự chính là thi hoặc là kỳ thi. Mời chị Bích Ngọc đọc ví dụ cho em vậy. Vâng ạ. Nị mân sần mơ sử hậu khảo sư na. Sử hậu chứ không phải sử hậu nhá. Sử hậu. Khảo sư Ờ. nào? Khảo sư na. Nị mân sần mơ sử hậu khảo sư na. Là gì ạ? À, khi nào bạn đi thi, khi nào các bạn đi thi vậy? Câu thì câu dưới nữa. Câu tiếp theo ạ. Chưa sự khảo sư khẩn nán nị mân dạo hảo hảo hao thu sĩ Chị đọc lại em. Chưa sự. chưa sự Sự. sự Rồi, tiếp ạ. Khảo sự. chưa sự khảo sư khẩn nán nị mân chào khảo Hảo. hao khu Hảo. háo hảo Phu sĩ. nị mân giàu háo hảo phu sĩ Giao, chứ không phải giao nhé. Giao. giao nị mân giao hảo Hảo. hảo háo phu À, sĩ ở đây là có bộ nhi đằng sau này đây là nó sẽ thành động từ này hảo 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 háo hảo 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 có nghĩa là tốt đấy là phải chăm chỉ hoặc là phải ôn tập thật tốt này phu sĩ là ôn tập phu phu sĩ sĩ là ôn tập rồi hảo xin xin khảo sử có nghĩa là kỳ thi hoặc cũng có nghĩa là động vừa là danh động từ vừa là danh từ thi thi là động từ và cuộc thi hoặc là kỳ thi là danh từ đúng không ạ? Nǐ mèn shěn me shí hǒu hǎo shì nè? Lúc này là động từ là khi nào các bạn đi thi vậy? Khi nào các bạn đi thi? Hoặc là chưa zì hǎo shì là cuộc thi hoặc kỳ thi lần này sẽ rất là khó đấy. Các bạn phải ôn tập cho tốt mà nhé. Đúng không? Mời Hương Anh đặt ví dụ cho cô nhé. Mình thiên của mình khảo sư. Ừ, đúng rồi, thiên của con khảo sư rất là đơn giản nhưng mà rất là chính xác. À, mời Ngọc Dung ạ.
明天要考试汉语，要考试谁？汉语。啊，汉语考试，啊，汉语考试。用来用来准备了。明天我们要参加汉语考试，还没过天的汉语吗？来嘛，就参加给第一点汉，懂吗？所以怎么没听病啊？哦，那你到嘛？沟通挺好呀，那那沟通就好事。明天，你有考试很好。明天你有好事，很好，就读就读，咱们再来的。明天考试有科好，语言冇得打字呀？ngày mai bạn thi tốt nhé. 他得用这个好好好事吧。明天你明要天你要考试。考好了，最多呢考试。明天你要好好好事吧。明好好天的你啦，要考试吧。我好好的啦，我妈妈给你的过年。哦，谢谢。意思公约啦，英语哦，意了意思了读，意思懂了一读你来了了英语那个吧，英语不容易啦。这个句话有什么意思公约啦？câu nói này có nghĩa là gì thì cô hay dùng với các bạn ấy, mỗi một ngày cô hay hỏi là chứ什么意思là có nghĩa là gì đúng không ạ,什么意思hoặc là cái câu này có nghĩa là gì hoặc là cái từ này có nghĩa là gì đúng không, chứ什么意思. Mời bạn Lily đặt, mời bạn Minh Thư nè, Minh Thư đọc ví dụ cho cô nè. Chưa bản sư khẩn dậu y sư nị ná quê chư san pa À, nì nó hồi truy khan bảo nghĩa là quyển sách này rất là có ý nghĩa, khấn dầu y sự là rất có ý nghĩa, bạn ná này ná là bạn mang về hoặc là bạn cầm về, ná là mang cầm nắm nhé, ná là mang cầm nắm hoặc lấy, bạn cầm về ná truy, ná hồi truy là bạn cầm về là đi về hướng xa nên mình nói, còn nếu mà cầm về hướng người nói thì nói là ná hồi lái, nhìn ná khối lá, còn đâu mà ná khối chi là mang đi xa hướng người nói, nhìn ná khối chi khan bả bạn mang về đọc nhé. Mời Vân Trang đọc ví dụ với từ y sư nào,你有什么意思？đúng rồi, bạn có ý gì vậy, đúng rồi, ní hiểu什么意思, Bích Ngọc nào.这个本数要什么意思？这个本书是什么意思？啊，是什么意内思？容是什么意思？听了，本来的内容呢，搞意思的是，我答。那你这个搞意思的怎么说？你对我，你对我。你对我意思。来，很有意思。你对我意思很有你对我，你bạn对đối với我tôi rất là có ý nghĩa.你对我很有意思。Rồi, hẳn hẳn mời Dương nào. Bài hát này rất có ý nghĩa, chẳng có xua. Chơi sầu cưa, bài hát này, sầu cưa.这首歌很有意思。Rồi, hẳn dậu ý sự, bài hát này rất có ý nghĩa. Coffee nghĩa là cà phê. Thế còn trà sữa là gì ạ? Đại Rồi, thế còn trà xanh là gì? Lùi trà. Thế còn trà hồng là gì? Hồng trà là gì? Hồng trà.
红茶。中国呢có hai loại trà nổi tiếng, đó là trà绿茶和红茶。红茶là trà chín,绿茶là trà trà sống, trà mà hôm qua xử lý gọi là trà sống. Tôi mỗi thiên早上都喝咖啡, nghĩa là tôi mỗi buổi sáng hàng ngày này đều uống cà phê. Mời Hương Anh đặt câu với từ cà phê nào. Cà phê Việt Nam rất nổi tiếng, chẳng có xua. Duyên An cà phê khẩn Dầu mính. dầu mình. Dầu là có, mính là tên, dầu mính là hữu danh là nổi tiếng. Dầu mính. Cà phê Việt Nam khẩn dầu mính. Duyên An cà phê khẩn dầu mính được. Xin Tôi này. A tôi B nghĩa là ai đối với ai này, hoặc là tha tôi của. Đấy. Tôi. Biết đâu nhỉ? Em đọc ví dụ cho cô nào. Chào suy chào chỉ đối thân thì nhiều hảo chu ngủ sớm dậy sớm tốt với sức khỏe Sớm xuyên là ngủ đúng không? Tiếp đi cô. Ở đây. tha tôi của khấn khảo cô ấy rất tốt với tôi. Rồi, cô ấy rất tốt với tôi. Đặt câu với từ tươi nào, Dương à. Trung yếu, trung là nặng, yếu là cần, trung yếu là trọng yếu là quan trọng á. Ba ba mama ma tôi của hận chung nhau. Rồi, hẳn hảo, câu này rất ý nghĩa. Ý hậu có nghĩa là sau này. Ý hậu tôi sẽ tăng y sở, nghĩa là sau này tôi muốn trở thành bác sĩ. Nào, mời mời Vân Trang nào. Ok, Hảo tơ cung chuộng. Hảo. Nào, mời Hà Bích Ngọc có mic đằng sau em.我以后学开车，去学开车。好的，sau này tôi muốn đi học không? Học lái xe. Từ sẵn tăng là muốn trở thành ai nhé. Muốn trở thành cái gì thì người ta gọi là tăng. Ví dụ tăng lão sư. Hoặc là của trai sẽ xeo tăng lão sư, nghĩa là tôi làm giáo viên ở trường học ấy, thì cũng là việc tăng nhé. Phó từ ngữ khí. Khái. Khái cộng với tính từ là diễn tả, có thể chấp nhận được và tạm tạm này. Khái hảo nghĩa là cũng được. Nì sân thí chả mấy ạ. Khái hảo nghĩa là cũng tạm tạm. Chờ chiên đi phu ta mà. Khái xinh. Thái tạm nghĩa là thì cũng tạm cũng được. Không to lắm. Nào đặt câu với từ khái nào. Mời mời chị Bích Ngọc ạ. Bạn Cô gợi vẫn ý họ. bạn khỏe chứ, hoặc là bạn 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 vẫn khỏe chứ thì nói nào. Nghỉ nghỉ khái Nghỉ khái hảo mà. nghỉ khái hảo mà đúng không? Bạn vẫn ok chứ, bạn vẫn khỏe chứ. Trả lời là khái hảo nghĩa là cũng tạm tạm. Cái từ khái đây có nghĩa là cũng tạm tạm đấy ạ, kiểu nó cũng bình thường ấy, không tốt quá mà cũng không 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 xấu quá. Có từ chỉ mức độ, yếu điểm. Yếu điểm cộng với tính từ hoạt động từ được dùng để diễn tả cảm xúc tiêu cực hoặc là thái độ không hài lòng của người nói. Đọc ví dụ này cho cô nào, mời Bích Ngọc này. Để gần Bích em. Jin tian tian qi Yếu you dian leng. lạnh là gì, nghĩa là hôm nay thời tiết hơi lạnh. hơi lạnh đúng không? Yếu tiện là hơi một chút lạnh, lạnh là lạnh rồi. Tiếp
我昨天有点累，Là hôm hôm qua qua thì tôi hơi mệt. hơi mệt đúng không? Hôm qua tôi hơi mệt. Tiếp. Mì mải đôi y phụ yếu tiền xảo. Nghĩa là Quần quần áo áo bạn mua thì hơi nhỏ. hơi nhỏ đúng không? Nó có nghĩa là hơi chỉ mức độ ấy. Mức độ mà nó cũng không hài lòng lắm ấy. Vân Trang đặt ví dụ với từ yếu tiện ạ. Cầm mic. Đặt cầm mic em. Anh ấy ạ. Anh ta có một chút không hài lòng. Ha. Ta yếu tiền Hài lòng là mãn ý. phụ mãn ý Mãn ý là hài lòng nhé. ta yếu tiền phụ mãn ý Đúng rồi. Ta yếu tiện của mãn ý. Anh ta có một chút không hài lòng. Mời Thương Vi đặt ví dụ với từ yếu tiện nào. À, Phương đặt ví dụ với từ yếu tiện nào. Tôi hơi đói, chả mà xua. Dạ Tôi hơi đói. của yếu điểm Ưa. Ưa. ừ. Là hỏi ưa là đói. Các bạn có nhớ từ ưa không nhỉ? Ưa. của yếu điểm Rồi đây. Nó lục giống chữ ủa nhưng mà thêm bộ thực đằng trước thành chữ ưa là đói nhá. Đọc là ưa một chữ e thôi. Được chưa? À. Nào, xin thiên mân sẽ tao chưa bạn. À. À. Chúc nị mân xin thiên hoàn an. Chào suy. À, nếu mà giao chi tớ chào xuê này. Chào gì nữa? Chào xuê cháo.